Đẹp lắm. Được rồi, thêm tắm nữa. Tốt. Được rồi, tắm nữa. Tắm nữa. Cứ thế nhé. Ai là chủ hả? Anh đây là tôi. Tôi cần phải nhận chỉ thị từ anh chứ. Anh Kinh à, đừng có giận mà bình tĩnh đi. Đừng để tên sừ đó làm anh giận. Thật ra em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta nên về biệt thự trước đi. Chỉ anh và em thôi. Em không sợ bị anh lợi dụng sao? Nhưng anh không phải loại người đó. Anh nói anh không phải là người đó hả? Anh nói rằng em không cần giải thích, chỉ cần anh thích em là đủ rồi. Chờ đã, sao vậy? Anh phải dùng phương pháp an toàn. Tại sao anh lại không thích thế? Em không thích có gì nữa, giữa chúng ta. Theo nhiều quảng cáo của Hiệp hội Kế hoạch thì đàn ông thật sự yêu em sẽ sử dụng bao cao su, chỉ cần đưa tiền cho em nếu như anh yêu em. Em chỉ đùa thôi, hãy làm bất cứ việc gì anh thích. Đó mới là cô gái của anh. Kể thật, mà thậm chí nói với anh ta những gì mình nghĩ. Chúng ta có nhiều thời gian mà, chúng ta có thể làm bất cứ việc gì mình thích. Đi tắm đi, em thích một cơ thể sạch sẽ. Được rồi. Roman. Messi. Không phải chuyện của cô. Tắm của Vicky thì lạ quá. Hai người thật lạ, quá nản trí rồi. Tại sao người mẫu mới ngày nay lại léo láo vậy chứ? Họ không theo kịp trình độ của tôi. Các cô thôi đi có được không? Vậy trang điểm đi nào, đi đi. Đi đi, đừng có đứng đó nữa. Đi với tôi nào, được thôi. Cô không sao chứ? Cô Jessie à? Cô cố tình làm thế hả? Cô chảy máu rồi kìa. Rồi bạn, tôi muốn sa thải cô ta ngay. Tôi không muốn thấy cô ta nữa. Cô biết cô là ai chứ? Thôi nào, bỏ đi. Cô mới là người sơ ban phải sa thải. Cô thậm chí cô không phải nữa của người Kiên Chi à, đến đi. Còn cô à, đến đi. Còn cô, đủ rồi. Ngừng lại đi. Tiếng gì vậy? Thối quá. Ai xì hơi phải không? Chẳng có tư cách gì cả. Thối quá. Thôi đã đủ rồi, giải tán. Cô Tư Sư à, tôi thấy em Kim và Kim Chi đã bí mật bỏ về. Tại sao không nói đi đâu? Họ về sớm hả? Đi đâu vậy? Có thể họ đã trở về biệt thự. Còn khốn Kim Chi này muốn cướp người đàn ông của ta hả? Về thôi. Anh biết em quá mà. Chào. Em làm anh sợ hả? Không.
Không phải là em phải chụp ảnh đến lần tối sao? Chắc là anh muốn thế. Tất nhiên là không rồi. Em không biết anh nhớ em thế nào đâu. Thật thế hả? Có lẽ tối nay em nên ngủ trong phòng của anh. Hôm nay anh mệt rồi. Ngày mai đi nhé. Anh mệt à? Anh nhức đầu bao tử hay là trong thời kỳ? Phải. Sao anh lại có kỳ quặc vậy được chứ? Anh giấu gái trong phòng phải không? Đừng có lừa em nữa. Anh không có. Anh sang rất ăn đất với anh lừa em. Em không tin anh. Nếu con ma trong nhà vệ sinh không nói dối, có mắt cà rồng trong ngôi mộ đó là một tên bẩn thỉu. Mắt cà rồng hả? Phải. Tại sao chúng ta không sợ có đi? Không, tớ phải đào xác hắn lên để đem đốt. Tạm biệt. Không đợi đâu. Nếu chúng ta để dư mắt cà rồng ra ngoài, hắn sẽ giết hết mọi người. Tại sao chúng ta phải ở đây chứ? Chúng ta phải tìm cái xẻng. Tại sao chúng ta không nhờ họ giúp đỡ? Còn là người duy nhất tin tớ. Chúng ta không có dụng cụ nào cả. Anh tôi sợ quá. Các cậu làm gì ở đây vậy? Còn các anh làm sao? Chúng tôi định giết Dư Ma Cà Rồng. Các cậu nói với anh ta sao? Anh tin cô ấy à? Có một tù nhân chuyên viên ở sở cảnh sát. Gia đình chú ấy đã sống ở đây nhiều thế hệ. Chú ấy nói ông cố của đức vua đã biến thành Ma Cà Rồng, nhưng hắn đã bị phong ấn bởi một vị sư phụ cao tay. Tại sao anh không đốt xác hắn đi? Hậu duệ của hắn sợ sẽ mang đến điều xui xẻo, cô biết không? Pháp sư không đời nào chúng ta phải đốt xác hắn thôi. Tôi có mang xẻng thôi đi. Chúng ta có cả máu chó mực nữa. Nếu chuyện gì xảy ra thì máu chó mực đổ ra. Làm việc thôi. Đầu hắn lên. Bây giờ có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng ngừng lại. Đào. Đào đi. Tại sao cô lại ở đây? Cô chắc là không muốn tôi ở đây. Tôi nói với tôi ở gần của Dương Kinh mà. Cô là người muốn cướp bên ấy của tôi. Cô là đồ khốn ngu ngốc. Tôi sẽ để cho người ta cướp bất kỳ đàn ông của mình sao? Thôi nào. Cô không biết tôi là người. Cô làm tôi mắc nợ à? Nếu cô còn chọn cái áo này nữa, tôi chỉ không đụng vào cái áo thôi mà. Cô không ngại mặc đồ cũ của tôi sao? Cả hai thôi đi. Cả hai im lặng được không? Ngậm miệng lại. Tôi đã cởi áo ra và cô muốn gì? Cô thật với liêm sĩ rồi. Con khốn, tao sẽ đánh mày. Tao sợ mày sao? Muốn đánh nhau hả? Mình sẽ chết nếu càng họ. Những chàng trai như mình có cả đống bạn gái, các mối tình sẽ trở thành tiêu đề của báo chí và trở thành đề tài của thị trấn. Và cho mình mọi người nghe thấy gì không? Không, chẳng nghe gì cả. Tiếng như vậy giống như là tiếng chó sói hú. Thật à? Càng lúc càng gần. Đừng có hù tôi. Vậy có nhiều ma cà rồng hả? Máu chó mực. Được rồi. Nhận lấy này. Tao sẽ giết mày. Máu chết mực đâu hết rồi? Anh không có thùng khác hả? Không thành vấn đề, tôi sẽ quay về và giết một con chó khác. Chạy thôi, chạy. Cứu tôi với. Đừng đánh nhau nữa. Anh Kinh đâu rồi? Anh ấy đi đâu vậy? Có lẽ chúng ta làm anh ấy sợ. Anh ấy... Cô sợ cái gì? Có lẽ anh ấy theo con gà khác rồi. Một phụ nữ nữa để đuổi anh ta sao? Đi tìm anh ấy thôi. Để xem anh ấy đang giỡn trò ở với ai đi. Được rồi. Nhưng để tôi mặc đồ đã.
Chúng ta đang ở đây làm gì, tôi sợ quá đi. Quay lại biệt thự đi. Không, nó sẽ đưa ba về biệt thự đó. Và mọi người sẽ chết. Menda, gọi chú Phi, mau lên nào. Đàn bảo nên sống yếu quá, không còn được. Tôi nghĩ lá bùa này sẽ cứu chúng ta. Lại bùa gì vậy? Tôi không biết nữa. Mẹ tới mua nó cho tới ở Thái Lan. Thái Lan là làm sao một lá bùa có thể cứu được chứ? Nó chỉ có thể cứu cậu thôi. Còn bọn này thì sao? Tôi có ý kiến này. Tôi sẽ nhân bản nó ra, hy vọng nó sẽ có hiệu quả. Anh biết cách nhân bản sao? Có lẽ tôi có thể. A Di Đà Phật. Ma cà rồng đi rồi. Cẩn thận đừng để cho ma cà rồng cắn đầu cô. Bởi là siêu, bởi anh trở thành ma cà rồng rồi. Để tôi. Có hiệu quả rồi, mẹ siêu đang bị lá bùa làm quá sợ. Cẩn thận. Xíu chút nữa là cắn rồi rồi. Đây là sử dụng cái tập đi. Cái này không linh nghiệm rồi. Ở đây này, tôi không chịu được nữa. Tôi không thể. Ở đâu? Bên kia. Ba. Ba. Thật may là có bà đến kịp. Bà thật tuyệt. Bà dễ như trở bàn tay. Đó chỉ là tạm thời thôi. Chúng ta vẫn chưa thể loại bỏ ma cà rồng. Tại sao bà biết chúng cháu đang gặp nguy hiểm? Cô đang nói chuyện với ai vậy? Chúng ta có quan hệ máu mủ. Bà biết khi nào cháu gặp nguy hiểm mà. Nhưng bà không thể giúp cháu được đâu. Chuyện gì vậy? Không có gì cả. Người đưa tin từ thế giới bên kia nói bà sắp phải đi đầu thai. Bà sắp đi rồi. Bà ơi. Nhưng bà đã tìm được người khác giúp cháu. Victor. Messi. Nói cho Messi biết đi. Ma cà rồng không phải là người cũ, không phải ma đâu. Nếu cô bị cắn hay gào thì cô sẽ dần dần biến thành ma cà rồng. Một vài ma cà rồng có thể nhớ ký ức của con người. Nhưng tất cả ma cà rồng đều phải hút máu để sống. Họ có thể đánh hơi, thấy thở và máu con người. Khi cô gặp ma cà rồng, cô đứng thở và bọn chúng sẽ đi thôi. Làm sao có thể giết được ma cà rồng chết chứ? Những lá bùa thường và máu chó mực chỉ có thể làm ma cà rồng yếu đi. Trong giây lát thì nhưng có thể nào giết được đâu. Có ai cách để giết ma cà rồng? Đốt chúng thành tro, hoặc đâm một thanh kiếm gỗ qua tim chúng. Tôi hiểu rồi. Đến lúc bà phải đi rồi. Hãy bảo trọng. Tạm biệt bà. Tạm biệt bà. Giờ thì sao? Đi hết rồi hả? Nhìn lên đi, chúng ta không thể nào để chúng chạy thoát khắp nơi được. Chúng ta phải làm gì đây? Trở về đường tìm Madame Chư và chú Phi. Đi thôi. Madame. Chú Bin là chết tiệt. Có lẽ chú ấy bị ma cà rồng cắn rồi. Chú Bin. Đó là lợi của cháu. Chú Bin à, ma cà rồng sống lại. Đừng động đậy. Tôi không phải là ma cà rồng đâu. Đừng có bắn tôi chứ. Đừng ngủ ở đây nếu chú chưa chết. Tại sao miệng chú lại có máu chứ? Đó không phải là máu. Chú Phi đã đãi tôi khoai tây chi với lại cà sốt. Bà Đàm, nhiều người gọi tôi đến nói là ma cà rồng. Họ ra ngoài kiểm tra rồi. Chúng ta phải cứu họ càng sớm càng tốt. Đời đã, chúng ta phải lấy vài dụng cụ trước đã. Dụng cụ gì? Gậy, dây thừng. Lấy chúng đi nào, nhanh lên. Tôi sợ quá. Chúng ta nên làm gì đây? Madame, mà chúng ta không thể trốn tránh. Chúng ta gọi SEO để kiểm tra xem có phải ma cà rồng không. Những vết thương này xem, tôi có thể nói là nạn nhân giống như bị một con thú cắn chết. Madame, cô đã tận mắt thấy nạn nhân. Nhưng cô vẫn không tin sự tồn tại này sao? Cô có cần cái xác đứng dậy biến thành ma cà rồng và cắn cô không? Tôi chỉ tin vào sự thật thôi. Nói anh ta đứng dậy đi thì tôi sẽ tin chứ. Mọi người đứng yên.
Tôi nghi ngờ mọi người có liên quan đến vụ án mạng. Chuyện gì vậy? Tôi chẳng làm gì cả. Cô nói nạn nhân bị thú cắn, giờ cô lại nói là nghi ngờ có án mạng xảy ra. Tôi không thể loại trừ khả năng nào cho tới khi bắt được tên sát nhân. Không mời được ra khỏi đây. Tại sao vậy? Cái gì vậy? Chúng ta nên làm gì đây chứ Phi à? Kiếm dây và trói hết lại. Tại sao phải trói chúng tôi? Bây giờ tôi làm gì đây? Di tiền ở đâu ra chứ? Đi tìm dây đi. Dân thưa bà Đào, chúng ta không làm gì cả, sao trói chúng tôi chứ? Im lặng đi. Các người làm gì vậy? Các người làm gì thế? Tôi bảo các người dừng lại, đừng gây sự với tôi. Không, tôi bảo các người bây giờ đứng im đó. Đứng im. Đứng im, đừng cứ động chứ. Giờ tin tôi chưa? Tại sao không chết vậy? Hắn đã chết rồi, hắn không thể nào chạy đi đâu. Không phải anh ghét bóng nhất sao? Tại sao lại theo tôi? Không, sao anh lại theo tôi vậy? Em là Jessie. Anh không muốn bắt em đồng ý mà. Chỉ cần anh không cắn em, em sẽ đồng ý. Em rất đẹp, anh biết mà. Đừng cắn em. Chúng tôi giữ hắn rồi. Jessie, chạy đi. Hattie, Betty, chúng tôi yêu cô. Jessie và chúng tôi luôn yêu cô. Cảm ơn, tôi sẽ nhớ các cậu mãi mãi. Chúng ta nên làm gì đây? Cái gì? Mà đà mà, chuyện gì vậy? Đi thôi. Đi xin, đi đi. Ben, Ben, không thể giết mang vào đồng bằng súng.
Còn xuống nước thì sao? Đây không phải là xuống nước thường. Đây là xuống bắn dầu quả. Đốt đi. Tôi mừng vì mọi người đến đúng lúc. Tôi bị ma cà rồng đó. Hồ phát khiếp rồi, đó không phải là duy nhất. Rất nhiều người trên đảo đã biến thành ma cà rồng. Làm sao chúng ta đốt hết đây? Chúng ta có thể dùng gỗ dày kiếm lửa để đốt ma cà rồng. Nhưng có rất nhiều ma cà rồng ngoài đó, chúng ta không thể nào đốt hết được. Thật ra chúng ta có thể giết từng người một. Nhưng ma cà rồng không dễ đối phó được đâu. Hắn đã biến thành ma cà rồng nhiều năm, tôi không thể biết được hắn mạnh cỡ nào. Cô là chuyên gia mà, hãy dẫn đầu đi. Được rồi. Ben, si. Ben, chúng ta sẽ đi giết ma cà rồng chứ. Chú Phi à, chú đưa họ về ma cà rồng đi. Hay đấy, ma cà rồng sợ ánh sáng. Chỉ còn 2-3 tiếng nữa là trời sáng rồi. Nếu chúng ta sống sót thì vài giờ nữa chúng ta có thể. Nhưng mà nhớ rằng ma cà rồng không thấy đường. Chúng biết ta ở đâu chứ. Vài giờ hơi thở nữa. Hãy đến thở khi thấy chúng. Và chúng sẽ không biết ta đang ở đâu. Anh phải đến thở. Cái gì? Chị chúng ra tìm đi. Dạ. Đi nào, theo tôi. Chúng ta làm gì đây? Gọi Estelle. Xin lỗi, xin lỗi nhé. Alo. Alo. Điện thoại hư rồi. Chuyện di động gọi đi. 999. Tôi xin điện thoại cô còn hoạt động được không? Tôi hết pin rồi. Chẳng phải cô có rất nhiều điện thoại sao? Tôi để chúng ở biệt thự rồi. Tôi sợ quá. Chết tiệt, thậm chí khi cúp điện. Điện sáng là chỉ trong thời gian ngắn thôi. Chúng ta làm sao đây? Bây giờ tôi sẽ đi tìm đèn tất cả đây nha. Nhớ về sớm. Chúng ta làm sao đi? Chúng ta phải làm gì nếu như có ma cà rồng vào đây? Chúng ta sẽ chết à? Chết thì tốt hơn, biến thành ma cà rồng nữa. Có thể tôi sẽ chết nên tôi muốn nói sự thật này. Tôi biết tôi đối xử tệ với các cô. Tôi xin lỗi. Quên chuyện của quá khứ đi. Nếu chúng ta sống sót, tôi sẽ mua cho các cô cái túi LV để bồi thường. Hàng chót biên tập thì tôi muốn một cái đẹp thật. Tìm thấy rồi. Tại sao mình lại sợ nhìn thấy mình vậy? Mình từng nghĩ mình đẹp trai mà. Đừng ngu ngốc nữa. Patty. 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 Tôi xin lỗi. Không, Patty. Anh đã có vẻ như là nhận ra giọng cô. Patty. Chào đi.
Đừng sợ, không sao đâu. Tôi hy vọng chúng ta có thể làm được. Chắc chắn rồi. Nhóm lửa đi. Chuyện gì vậy, bác sĩ? Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi cảm thấy không đúng. Đừng lo lắng, trừ khi bất thình lình có một cơn mưa lớn và cơn mưa dập tắt ngọn lửa. Nếu không, mọi việc sẽ ổn. Sam có thể thử trực tiếp vậy chứ? Giờ đã xong là mưa rồi. Sao tôi biết được chuyện gì xảy ra? Tôi từng có rất nhiều bạn gái rất dễ thương, và tôi muốn có một ông bố giàu có, không có gì thành hiện thực cả. Thôi, cái trò tạm thao này đi. Dân thương ba đăng. Nhóm lửa đi. Dưới mắt cà rồng sẽ trồi lên từ màu của hắn. Chạy đi. Dưới mắt cà rồng hồi xuống. Chạy đi, chạy đi. Messi. Cào tôi rồi. Không sao đâu. Đừng qua đi. Cứu tôi với. Madame, để tôi giúp. Chạy đi. Đừng sợ, hãy trở lại đồ cảnh sát đi. Đi thôi. Cái gì vậy? Chân tôi bị chật rồi. Để tôi bỏng cô. Tôi đang làm thí nghiệm để xem mặt rồng có thể nghe được hoặc thấy gì không. Để chúng nhận ra biết vị trí con người qua hơi thở ra sao. Nhưng bằng cách nào? Nếu chúng ta đến thở, mặt rồng sẽ mất phương hướng và không biết vị trí của ta. Khi chúng ta hết hơi, chúng ta có thể thở vào ống dẫn ra cửa sổ. Và đây là thiên thần hộ bệnh. Thiên thần hộ bệnh của ta, nó sẽ hữu dụng. Thở ra ngoài. Nó còn tuyệt sao? Chứ bây giờ cho tôi thử với. Được thôi, lại đi. Tuyệt lắm. Đến đây chơi chút đi. Phải, rất tuyệt. Nó thật hiệu quả. Đến đây, đến đây. Thử đi. Nín thở nào. Nó thở đi. Chuyện gì vậy? Trước khi à, mẹ bị thương do bác cà rồng gây ra. Chúng ta đã làm gì? Đưa quấy vào trong. Đừng dành quá, chúng ta phải chậm thôi.
Anh ta bị nghiêm trọng đi. Tôi cũng muốn thành ba cà rồng. Chứ gì? Chứ phải cứu em đi. Đừng. Đừng bị thương mà, không sao. Nhưng bỏ gạo dính vào hết vết thương của cậu ấy đi. Cậu ta sẽ chết nếu quá trễ đó. Cái gì? Gạo dính hả? Nó có công hiệu không? Người ta nói rằng đắp gạo dính lên vết thương có thể ngăn độc của ma cà rồng. Nhưng cô ấy bị như ma cà rồng cào nên tôi không biết liệu có công hiệu không. Cố lên. Nên là cố lên đi. Cố lên. Có thể cô ấy bị vết độc dính vào ma cà rồng rồi chúng ta phải nhanh lên. Không thì trễ đó. Dù sao đi nữa thì chúng ta phải cứu men thôi. Tôi biết. Chúng ta có thể tìm gạo đâu. Cậu này chăm sóc cho men đi. Bây giờ chúng ta vào làng tìm gạo. Có rất nhiều ma cà rồng ngoài đó. Chúng ta sẽ chết. Vậy để tôi đi cho. Mặc dù tôi rất sợ. Vậy để tôi đi. Đợi đã, tôi cũng đi. Khi tôi còn ở quanh chơi này tôi đã trải qua nhiều nguy hiểm và sống sót. Chứ phải đi thôi. Hành động. Đi thôi. Phải đi thôi. Mẹ Đăng, tôi không biết liệu tôi có sống được trở về không. Cô có thể hướng với tôi hai điều không? Nói đi. Đầu tiên, tôi chưa bao giờ thấy cô cười. Cô có thể cười với tôi được không? Không đời nào. Trong tôi rất khủng khiếp khi cười. Tôi không để ý đâu. Trong cô cười rất đẹp. Thứ hai, nếu tôi còn sống trở về, cô hẹn hò với tôi nhé. Tất nhiên. Tại sao lại hôn cô ấy khi cô không biết cô ấy còn sống trở về không? Thêm lần nữa. Hãy tiếp tục khi anh trở về. Có còn hơn không? Chứ Phi à, tôi không thấy nào cả rồng. Nhưng tôi có cảm giác là không tốt. Tại sao? Đám ma cà rồng đó sẽ không đột nhiên biến mất đâu. Tìm gạo dính thôi, phải đúng đi. Chứ Phi à, tôi tìm thấy rồi. Gạo dính với thịt. Gạo dính này không được, chúng ta cần phải chưa nấu kìa. Tôi sẽ đi xem Messi và Ben thế nào rồi. Hãy để cho họ một mình đi. Tại sao cậu lại ngốc vậy? Tại sao không để như ma cà rồng cắn tớ? Tại sao cậu lại hy sinh gì tớ? Tớ không thể để người tớ yêu bị đau. Đây không phải là lúc nói chuyện đó. Nếu tớ không nói bây giờ, tớ sợ tớ sẽ không còn cơ hội nói nữa. Sau khi tớ biến thành ma cà rồng, cậu phải cứu lên. Chứ bây giờ người ta sẽ đem gạo dính về cứu cậu. Trễ quá rồi. Không phải cậu nói là cậu yêu tớ sao? Tại sao cậu không nói sớm hơn? Lúc đó có rất nhiều bạn đeo học. Bạn học đeo đuổi cậu. Làm sao tớ dám? Nếu chúng ta có thể vượt qua, tớ sẽ hẹn hò với cậu. Tớ thích lắm, nhưng tớ sắp thành ba cà rồng rồi. Messi à, tớ không muốn biến thành ba cà rồng. Trong trường hợp xấu nhất, hãy bắn vào đầu tớ. Cậu phải bắn tớ. Tớ không muốn bắn và không muốn cắn cậu đâu. Tớ không chết đâu. Để tớ giữ súng vậy.
Tôi sẽ rót cho cậu ít nước. Mở cửa đi, ma đang. Giúp giấy mặt hợp đồng đang đến. Ma đang. Ma đang. Cố lên. Mọi việc sẽ ổn thôi. Mọi việc sẽ ổn. Bà Đăng. Bà Đăng. Bác Cà Rông, nín thở đi. Sushi, men đâu? Cô có thấy men không? Sushi. Men. Mở cửa đi. Mở cửa đi, ma cà rồng đang đến đi. Mở cửa ra, ma cà rồng đang đến. Mở cửa đi. Chạy đi, chạy đi. Điện thoại sao kìa? Nhầm số. Ai gọi gì? Hắn hỏi chúng ta có gọi thức ăn không? Thật khó khăn để liên lạc với ai đó. Nhờ có người gọi, tại sao cô không nghe? Chừng nào hắn gọi lại, tôi quên rồi. Tôi không quan tâm anh là ai. Đội cảnh sát về đón họ, đưa đội cứu hộ đến đây. Ở đảo Rồng Phương Đông không thì sẽ có người chết. Hình như hắn biết cô. Bảy có giống cô không? Đây là cụ tổ tôi và cái bên là vợ cô mấy. Tùy không? Tùy, tôi không tin là anh lại phía sau. Anh điên thật, tại sao anh không bắn bay đầu hắn đi? Đừng tới đây, nè. Lẽ ra anh nên nói tôi biết trước chứ. Tôi tiêu rồi. Sao ông mạnh như vậy? Đừng tới đây. Chạy đi chú Phi. Thank you.
Cậu muốn tiêu diệt chim bao cà rồng hả? Nhưng mà cậu cũng sẽ chết. Tớ không muốn làm ma cà rồng. Cái gì? Tránh ra. Không được. Nhanh lên. Chạy đi. Nhanh lên. Này, tớ xin lỗi.